Biến chứng của viêm quay đầu dương vật. Viêm quay đầu là bệnh lý gây đỏ, sưng, đau rát, ngứa ngáy, tình trạng tiến ra dịch có mùi hôi ở đầu dương vật, khiến nam giới gặp khó khăn trong tiểu tiện và quan hệ tình dục. Tình trạng viêm quay đầu khá phổ biến và xảy ra ở nam giới thuộc mọi độ tuổi. Tuy nhiên, những người bị dài hẹp bao quay đầu, không cắt hoặc nhiễm herpes sinh dục, lậu, nhiễm khuẩn hoặc nấm, nhiễm trùng đường tiểu, chấn thương vùng kín do quan hệ mạnh bạo là đối tượng có nhiều nguy cơ mắc bệnh viêm dương vật quay đầu hơn. Viêm quay đầu diễn tiến chậm, nhưng nếu không được chữa trị tích cực, tình trạng này có thể làm biến đổi hình dạng dương vật, gây phồng rộp và lở loét. Bên cạnh đó, một số biến chứng nguy hiểm khác sức khỏe và sinh lý của nam giới bao gồm viêm quy đầu mạng tính, viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn, viêm màu tinh hoàn, viêm ống dẫn tinh, viêm nhuyễn tiết niệu, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương. Do đó, nam giới cần đến gặp bác sĩ chuyên nam khoa tại các cơ sở y tế uy tín nếu nghi ngờ mắc bệnh viêm quy đầu để được chẩn đoán và điều trị sớm.